La Vân Hy từng lấy đi nước mắt của khán giả chỉ bằng một câu nói trong Bạch Phát. Hẳn có một phim còn nhớ Bạch Phát Vương Phi, một bộ phim cổ trang đầy bi kịch đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả, được phát sóng năm 2019, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mạc Ngôn Thương, sau đó được đổi tên thành Bạch Phát. Phim do các diễn viên Trương Tuyết Ngân, Lý Đình Trì, La Vân Hy đóng chính. Trong phim, La Vân Hy vào vai nam phụ Dung Tề là hoàng đế Tây Khải nhưng thực sự là con rối trong tay kẻ khác, một quân cờ chính trị không hơn không kém. Dung Tề có vẻ ngoài nho nhã, điềm đạm nhưng sức khỏe lại yếu ớt, bạc mệnh. Đó cũng chính là lý do vì sao chàng không sống vì mình mà sống vì Dung Nhạc, Trương Tuyết Ngân đóng. Tất cả những thứ chàng làm là đều muốn tốt cho Dung Nhạc, bảo vệ nàng để nàng sống vui vẻ. Dung Tề dùng cả tính mạng để yêu Dung Nhạc nhưng cũng muốn nàng quên mình đi nên bất đắc dĩ đẩy nàng về phía người đàn ông khác. Khi Dung Nhạc khôi phục lại trí nhớ thì chàng đã qua đời. Với chàng quân vương Dung Tề, một đời ngắn ngủi để yêu một người, tình yêu là để hoán đổi thù hận. Vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn của Dung Tề khiến người khác cảm thấy vô cùng đau lòng. Tất cả mọi việc Dung Tề làm đều với một mục đích duy nhất, muốn tốt cho Dung Nhạc. Nhưng Dung Nhạc lại nghĩ rằng Dung Tề coi mình là một quân cờ để rồi tính kế lợi dụng nàng. Nàng không hề hay biết rằng người đứng sau tất cả mọi âm mưu chính là Thái Hậu. Dung Tề và Dung Nhạc chẳng qua cũng chỉ là quân cờ phục vụ mục đích báo thù của bà mà thôi. Nhưng Dung Tề lại không hề nói gì, chỉ nghĩ đủ cách, làm đủ chuyện để giải cứu cho người mình yêu, thậm chí chống đối lại mẫu thân chỉ để giành lại một khoảng trời tự do cho Dung Nhạc. Đằng sau vẻ lạnh lùng tàn nhẫn của Dung Tề là sự bi thương đau khổ đến tột cùng. Cuối cùng, chàng ra đi cũng cực kỳ dứt khoát đến đau lòng, dứt khoát đến bi ai. Trái tim như tro bụi đã chết của Dung Tề cho thấy một bầu không khí chết chóc tuyệt vọng, sự giằng co giữa sự sống và cái chết, cơ thể dù ốm yếu nhưng vẫn không cho phép bất cứ kẻ nào khinh miệt mình, luôn luôn đầy kiêu ngạo. Khi rời khỏi Bắc Lâm, Dung Tề rất quyết tâm nhưng cũng rất buồn và đau khổ. Sau khi ra đi, trái tim Dung Tề như đã chết, đôi mắt vô thần, toàn thân như toát ra mùi của một người đã chết, phảng phất như những cánh hoa đã úa tàn, đang chờ đợi số phận khô héo. Dung Tề vẫn luôn vì Dung Nhạc mà tranh đấu với mẫu thân. Cũng vì điều này mà mẫu thân dừng 2 tháng thuốc của chàng, khiến Dung Tề chịu đau đớn đến tột cùng do thuốc độc tái phát. Sự thù hận là động lực để Thái Hậu tiếp tục sống, và Dung Tề, Dung Nhạc chính là công cụ để báo thù. Họ không giống kẻ thù, cũng không giống mẫu tử, nhưng giữa họ lại có những khoảng cách, những bức tường quá lớn. Không sợ cái chết, Dung Tề luôn dõi theo và bảo vệ người mình yêu. Dung Tề chưa bao giờ sợ chết, chàng sớm đã tuyệt vọng với số phận. Chàng cũng biết rõ mình không thể sống qua 24 tuổi, nhưng chàng muốn đem tất cả hy vọng để lại cho Dung Nhạc. Bởi vậy nên chàng nỗ lực chiến đấu với chất độc, nỗ lực đấu tranh với mẫu thân để giành lại hy vọng và tự do cho Dung Nhạc. Dung Tề đau khổ uống thuốc giải, kiên trì sống vì bảo vệ tình yêu của mình. Dung Tề chấp nhận sự hận thù của mẫu thân đối với mình, chịu đựng sự hiểu lầm và căm hận mà Dung Nhạc dành cho mình, chấp nhận bị Dung Nhạc coi mình là một kẻ đầy âm mưu quỷ kế, tất cả cũng chỉ giành lại sự khỏe mạnh, tự do và hạnh phúc cho Dung Nhạc. Bởi chính những lý do này, bởi chính sự ngược tâm này, Dung Tề đã lấy đi nước mắt của biết bao khán giả. Và cũng bởi thế nên có không ít khán giả cho rằng độ ngược tâm của Bạch Phát còn vượt xa hơn cả Đông Cung. Mặc dù đây chỉ là vai phụ nhưng để tìm một diễn viên sở hữu bề ngoài ưu nhã, khả năng diễn nội tâm xuất sắc như La Vân Hy thì không phải là chuyện dễ. Dù lần này La Vân Hy chỉ đảm nhận vai nam thứ, nhưng nhờ vào sự nổi tiếng trước đó, anh vừa xuất hiện đã thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả. La Vân Hy đã hóa thân vào nhân vật một cách xuất sắc, từ tạo hình tới diễn xuất đều nhận được cơn mưa lời khen. Sau khi phim lên sóng, đã nhận được những phản ứng khá tích cực từ khán giả. Hầu hết bình luận đều khen ngợi La Vân Hy. Lời thoại của La Vân Hy lần này tiến bộ rất nhiều, diễn xuất thì vẫn xuất sắc như vậy. Trang phục rất tinh tế, diễn xuất diễn viên cũng tốt, cốt truyện ổn, giọng La Vân Hy dễ nghe thế, dịu dàng. Đây là một vai diễn có rất nhiều cảm xúc, một nhân vật bù nhìn, bá đạo, tàn bạo, cố chấp, dường như còn thu hút khán giả hơn cả vai Tiểu Ngư Tiên Quang trong Hương Mật Tự Khói Sương. Khán giả đều hy vọng La Vân Hy sẽ ngày càng chứng tỏ được khả năng diễn xuất của mình và ngày càng tiến xa hơn trong tương lai.